niềng răng không đau. À, chính xác, bạn không nghe nhầm đó. Thì có rất là nhiều bạn nhắn tin hỏi chúng tôi, bác sĩ ơi, bác sĩ làm cho bệnh nhân như vậy, bác sĩ niềng răng cho bệnh nhân như vậy thì có thấy đau không ạ? Thì tất nhiên rồi, chúng tôi đã làm cho hàng ngàn bệnh nhân và hoàn toàn là không đau các bạn nhé. Còn đấy là chúng tôi ấy. Còn một số bạn thì có thể bạn bệnh nhân của chúng tôi khi mà niềng răng thì các bạn có thể là hơi đau một chút xíu, đúng không ạ? Thì cái giai đoạn mà đau nhất thì khi mà thứ nhất là các bạn đặt chun tách khe này, thì khi các bạn đặt chun tách khe nó có thể hơi nhức vùng răng các bạn một chút xíu, giống như là mình bị dắt thức ăn giữa các kẽ răng vậy. Tuy nhiên là rất nhiều bạn khách hàng của chúng tôi thì có nói là ui em thấy cái đấy muỗi thôi bác sĩ ạ, chả vấn đề gì cả. Cái trường hợp thứ hai là khi các bạn nhổ răng thì một số bạn có nhắn với chúng tôi là ui giời em đau lắm, em ngủ ra biết trời đất gì cả. Đấy, hôm sau hôm trước là 45 cân nhưng mà sau khi em nhổ răng về em vẫn được 46 cân, vẫn ăn uống như bình thường. Đấy, theo các bạn thì nếu các bạn đau răng các bạn có ăn được như vậy không ạ? Thì thực ra là với đội ngũ của nhà khoa Minh Châu thì chúng tôi đã sử dụng các thuốc tê rất là tốt và kỹ thuật nhổ răng khá là an toàn. Nên gần như là khi các bạn về nhà các bạn nhổ răng những răng hàm nhỏ trong quá trình chỉnh nha thì gần như là không có vấn đề sưng đau hay là khó chịu khi ăn uống gì nhiều. Chủ yếu một vài bạn là sẽ hơi nhức một chút hoặc là các bạn ấy có dắt thức ăn khi mà mình ăn uống thì mình chỉ cần là vệ sinh sạch sẽ là sẽ ổn. Trong trường hợp thứ ba là một số bạn là khi mà các bạn kéo răng thì khi mà bắt đầu mình thay dịch cung lớn hơn này hoặc là mình sử dụng những cái lúc đóng khoảng hoặc mình sử dụng chun kéo để giúp cho các răng di chuyển thì trong quá trình các răng bắt đầu di chuyển thì 1-2 ngày đầu thì các bạn có thể cảm giác tức ở vùng răng bị kéo giống như các bạn đi thể dục vậy. Trong 1-2 hôm đầu tiên các bạn sẽ thấy là cơ bắp của các bạn sẽ bị mỏi một chút. Tuy nhiên là sau đấy mấy ngày các bạn sẽ quen với tình trạng này. Và có những bạn thì trong hoàn toàn là trong quá trình kéo răng từ đầu khi mình bắt đầu kéo đến lúc kết thúc hoàn toàn thì các bạn không có đau hay gì cả. Một trường hợp nữa có thể là gây khó chịu khi các bạn ấy chỉnh nha. Đó là trong trường hợp mà phải cấy những mini vít vào trong cái xương hàm để có thể giúp hỗ trợ quá trình kéo răng được tốt hơn. Thì một số bạn có cơ địa rất là nhạy cảm để có thể sẽ cảm thấy giác tức hoặc đau một chút khi mà sau khi mình cắm vít. Tuy nhiên là cái tỷ lệ này rất là nhỏ thôi. Đấy, cho nên là các bạn hoàn toàn có thể yên tâm là khi mà chỉnh nha của mình thì chỉ là có một chút xíu khó chịu trong cái giai đoạn ban đầu mình mới chỉnh nha thôi. Còn gần như là các bạn có thể ăn uống được như bình thường. Đấy, còn đối với chúng tôi thì chúng tôi hoàn toàn không đau đúng không ạ? Chỉ có hơi mỏi lưng một chút thôi, hơi mỏi tay một chút khi chúng tôi phải làm rất là nhiều khách hàng. Chúng tôi phải làm cho hàng ngàn khách hàng thì chúng tôi mỏi một chút xíu thôi. Nhưng các bạn yên tâm, chúng tôi hoàn toàn có thể đáp ứng tốt cho các bạn. Đấy, xin cảm ơn các bạn. Hãy nhấn like và subscribe kênh YouTube của Nha Khoa Minh Châu để có được những kiến thức răng miệng bổ ích nhất. Nếu bạn có bất kỳ vấn đề nào, hãy liên hệ ngay với đội ngũ của Nha Khoa Minh Châu hoặc các bạn có thể comment ngay bên dưới video này để chúng tôi hỗ trợ các bạn được tốt hơn. Xin cảm ơn các bạn.